Thưa quý vị, vào sáng nay, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đã khai mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2022-2023. Tham gia hội giảng lần này có 15 giáo viên đến từ 8 khoa của trường. Giáo viên trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng giảng dạy. Trên cơ sở đó tìm ra phương pháp giảng dạy có hiệu quả. Thông qua hội giảng sẽ tuyển chọn, công nhận và biểu dương các nhà giáo đạt danh hiệu nhà giáo dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2022-2023. Đồng thời lựa chọn những bài giảng hay, chất lượng để tham dự hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2023. Hội giảng sẽ bế mạc và trao giải vào chiều ngày 11 tháng 5 tới.